Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 1848 tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng lịch sử của xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Và xã hội luôn vận hành dưới hình thức của một nhóm đa số bị áp bức, bị bóc lột dưới ách của một nhóm thiểu số. Đây là hình ảnh xuất hiện trên Facebook vào sáng ngày 14 tháng 10, nhờ mưa lũ mới nhìn rõ chất lượng con đường mới làm qua khu vực thôn ba xã Hải Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Những mảng nhựa trải đường giống như bánh đa rải trên mì tôm xứ Quảng. Nó cũng tóm tắt nét đặc trưng của những ý tưởng của họ về việc làm thế nào mà xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa. Trong đoạn kết của tuyên ngôn, các tác giả kêu gọi việc dùng bạo lực lật đổ toàn bộ tình trạng xã hội hiện hành, và đoạn văn này đã trở thành một lời kêu gọi thực hiện cách mạng cộng sản khắp nơi trên thế giới. Từ đó đến nay, bao nhiêu đổi thay trong lịch sử và những khẳng định trong tuyên ngôn đã được thực tế phủ nhận, như xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa, và các lý thuyết căn bản của chủ nghĩa cộng sản đều bị phá sản, như kinh tế kế hoạch tập trung, hoặc là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, hoặc thiết lập một xã hội không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sở hữu chung và điều khiển chung. Căn bản lý thuyết không còn, vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên cơ sở gì để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng một thể chế dân chủ, tự do, phát triển, công bằng, hạnh phúc và văn minh đây? Trong một đất nước gồm có gần 100 triệu dân, với đa số có trình độ trí thức căn bản và ít ra cũng vài chục triệu người được đào tạo cấp cao, thành phần đảng viên của Đảng Cộng sản là bao nhiêu mà giành quyền chỉ đạo cho cả một dân tộc như vậy? Câu hỏi được đặt ra. Biết rằng vì hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử, Đảng Cộng sản đã có phần đáng kể cho sự nghiệp giải phóng ách nô lệ đối với ngoại bang, nhưng sau 30 năm chống ngoại xâm, Đảng Cộng sản đã làm được gì trong 45 năm tiếp theo? Và câu hỏi được đặt ra là Đảng Cộng sản có còn là Cộng sản hay không? Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Công an Tô Ân Sô, người phát ngôn của bộ này, nói rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ, đã bị người dân mạng soi thấy sợi dây thắt lưng mà ông đeo chính là của nhãn hiệu nổi tiếng Hermes rất cao cấp với giá tới 5.000 đô la cho một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng. Và ngày hôm nay đất nước có đạt đến một nhà nước pháp quyền và một thể chế dân chủ, công bằng, văn minh hay chưa? Và vì đâu mà nhân dân ta đã bức xúc như bị kìm kẹp, trong khi xung quanh ta các quốc gia khác đang mạnh tiến lên trên con đường phát triển của nhân loại? Không phải là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không biết căn bệnh của thời đại, các lý do làm cản trở bước tiến của dân tộc. Một nghị quyết của Đảng đã nói rằng để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần cương quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Và người Cộng sản cùng bao nhiêu người yêu nước khác đã hy sinh chiến đấu giành độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sao lại để đến nỗi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức như được nêu thẳng thắn trong nghị quyết Trung ương vừa nói ở trên? Biết là thế, nhưng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì từ 8 năm qua kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực? Vào năm 2016, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 còn được biết đến tên gọi là 27 biểu hiện suy thoái, là nội dung nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do đích danh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường lối và những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ. Thêm 4 năm nữa đã trôi qua, những gì được thực hiện để ngăn trừ, xóa bỏ căn bệnh trầm kha đang ăn sâu vào xương tủy của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là điều mà người dân luôn đặt câu hỏi. Đây là hình ảnh công trình của tỉnh ủy Hòa Bình đã chi tới 11 tỷ đồng chỉ để cho một cái khẩu hiệu với 11 chữ, tức là mỗi chữ khoảng 1 tỷ đồng, đã khiến cho dư luận hết sức ngao ngán. Thời gian không thể kéo dài để cho Đảng Cộng sản Việt Nam phê bình và tự phê bình hoặc cảnh cáo các đảng viên của mình. Những người Cộng sản chân chính phải biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân,
chứ không để tiếp tục lạm dụng quyền lực để làm những việc hại nước, hại dân. Phải biết lắng nghe lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm hết trách nhiệm của mình là đầy tớ của nhân dân. Phải luôn luôn tâm niệm rằng nhân dân có quyền đuổi đầy tớ nếu mình không tôn trọng nhân dân và làm hại đất nước với nhân dân đang sống ở đó. Trên đời này không có gì là vĩnh viễn. Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Nhà Hán đã từng trị vì tới 400 năm rồi cũng bị diệt vong vì không giữ được kỷ cương phép nước. Nhà Trần, nhà Lê hết sức oai hùng chống ngoại xâm rồi cũng tàn lụy vì gian thành, nghịch tử. Và những người có trách quyền, có chức hôm nay đừng chủ quan nghĩ rằng sẽ trụ qua những cơn bão của thời đại. Liên Xô hay Đông Đức và Đông Âu đều bị quét sạch trong một vài ngày hoặc một vài tuần. Nhân dân như nước sông nâng thuyền lên nhưng cũng có quyền năng lật thuyền. Thuận theo lòng dân thì còn và nghịch với lòng dân thì mất. Đấy là nguyên lý muôn đời mà tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần khắc ghi tâm niệm. Vậy liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể thay đổi văn hóa này của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với phát biểu không để lọt vào trung ương cán bộ giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Duy Quát trong một cuộc hội thảo được tổ chức vào cuối tháng 9 đã đưa ra nhận định rằng sau 15 năm thể chế hóa nghị quyết trung ương năm thì đã có 10%. Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tiến sĩ Đào Duy Quát cho biết khi còn công tác ở Ban tư tưởng văn hóa, ông đã tham gia triển khai nghị quyết trung ương năm. Tuy nhiên, tổng kết sau 15 năm thực hiện cho thấy một điểm rất rõ ràng là nhận thức của lãnh đạo, nhất là lãnh đạo quản lý về văn hóa còn rất hạn chế. Tiến sĩ Đào Duy Quát còn đề cập đến Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 33 tại đại hội lần thứ 11 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Mặc dù nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đào Duy Quát đánh giá có bước tiến tích cực nhưng thành tựu về văn hóa không tương xứng các thành tựu khác. Tiến sĩ Đào Duy Quát cũng nhấn mạnh về những biểu hiện xuống cấp, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ không nhỏ, đảng viên trong nhân dân. Ghi nhận vừa rồi của nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đào Duy Quát đã được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2019 đã thi hành kỷ luật hàng ngàn tổ chức đảng, hàng loạt các cấp ủy viên cấp cao và 55.000 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Số liệu cán bộ đảng viên bị kỷ luật được thống kê không thuyên giảm theo thời gian, thậm chí tình trạng này ngày càng nhiều đảng viên bị kỷ luật hơn. Đơn cử mới đây nhất là truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 5 tháng 10 loan tin hàng loạt cán bộ công an cấp huyện tại tỉnh Lai Châu bị khai trừ ra khỏi đảng vì liên quan đến ma túy và bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả. Và hậu quả từ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những gì cho người dân trong nước? Đây là hình ảnh dư luận đang xôn xao về việc giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Đại học Hàng Hải Lương Công Nhớ có tiền gửi tiết kiệm tới 100 tỷ đồng và 2 triệu đô la cùng căn biệt thự hai mặt tiền có giá hàng trăm tỷ đồng tiếp theo. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang vào tối ngày 6 tháng 10 đã lên tiếng với đài FA rằng quyền lực tuyệt đối thì tư quyền sẽ tạo ra tiền, do không được kiểm soát nên đi đến chỗ bị hư hỏng từ trên xuống dưới, cho nên từ hệ thống nhà nước hỏng như thế thì nó hỏng luôn cả các ngành bị tha hóa. Tất cả các niềm tin đạo đức và các giá trị cơ bản, chân, thiện, mỹ, đức đều bị đảo lộn hết. Vì thế mà xã hội xuống cấp toàn diện, chứ không phải chỉ riêng đảng viên. Tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng khẳng định hậu quả của văn hóa Việt Nam xuống cấp là do chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt mấy mươi thập niên vừa qua. Ông nói, do chế độ độc tài toàn trị, tuyên truyền, dối trá, lừa gạt, cướp bóc, làm giàu bất chính, rồi dùng bạo lực khai trí, dẫn đến hậu quả cả xã hội bị biến dạng. Biến dạng trước hết là từ quan chức trong đảng viên. Như chúng ta thấy, bao nhiêu bộ trưởng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương tham nhũng phải ra tòa. Tướng tá, nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, buôn bằng cấp giả, bán điểm, mua thiết bị y tế, một rồi khai lên thành 10, bắt chặt bệnh nhân. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng quả quyết hậu quả là do từ Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra như sau. Vì sự tha hóa và sự yếu kém của đảng viên là do từ tổ chức đảng sinh ra, chứ không phải nói nhiễm từ lúc nào. Trong khi đó, người chủ trì theo đường lối hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng là người chủ chốt mà vẫn kiên định theo chủ trương Marx Lenin,
mà chính chủ nghĩa Marx và Lenin và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sinh ra những đảng viên biến chất kém như thế. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã bỏ tới 2,5 triệu đô la, tương đương gần 60 tỷ đồng để mua quốc tịch đảo Ship, đã bị báo chí quốc tế phát hiện. Cựu phóng viên của tạp chí Cộng sản, nhà báo Nguyễn Vũ Bình lập luận như sau. Đó là vấn đề mang tính chất bản chất, tại vì chúng ta cần hiểu rằng nếu không có đối trọng quyền lực, không có giám sát, kiểm soát một cách độc lập, khách quan, thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền và tha hóa. Trên thực tế ở Việt Nam, tình trạng đó đang diễn ra như vậy và nó là hiển nhiên mà ai cũng dễ nhận thấy. Trong hội thảo diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu ý kiến rằng phải lưu ý đến chức năng điều tiết của văn hóa. Bởi vì văn hóa có khả năng tác động, điều chỉnh hành vi, nhận thức, chi phối giá trị của con người. Theo lý giải của tiến sĩ Đào Duy Quát, văn hóa phải nói đến ít nhất 9 lĩnh vực bao gồm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, báo chí xuất bản, di sản văn hóa tôn giáo, thể chế và thiết chế văn hóa, giao lưu văn hóa. Do đó, cần phải có một bộ tư lệnh để thật sự chăm lo phát triển cả 9 lĩnh vực này. Thế nhưng, theo ý kiến của những người quan tâm như hai vị giáo sư Mạc Văn Trang và Nguyễn Đình Cống, thì bản chất của vấn đề không được nhìn nhận và do đó không thể nào đạt được hiệu quả. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nhấn mạnh, rất nhiều các nghị quyết để làm trong sạch đảng, để cho đảng được hùng mạnh, nhưng đều không làm được. Tại vì sai ngay từ gốc, phải thay đổi từ chuyên chính vô sản, từ cái gốc Marx Lenin, từ cái đảng độc quyền, phải bỏ được những cái gốc ấy, thì mới hy vọng có thể đào tạo ra được những đảng viên có phẩm chất. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra kết luận như sau, tôi tin rằng không thể đạt được hiệu quả, ông Trọng không thể làm nổi đâu. Và giáo sư Nguyễn Đình Cống từng nói rằng, ông nhìn thấy tương lai dân tộc và đất nước Việt Nam càng u ám hơn nữa về mọi mặt nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thống trị theo kiểu như từ trước đến nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, ý thức hệ của Đảng Cộng sản và căn bệnh thời đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.